Rồi, địch là một hiện tượng vật lý khi áp suất bên trong thắng áp suất bên ngoài. Địch được tạo từ rọt non đẩy xuống rọt ra, sau đó từ rọt ra tạo một lực cực mạnh đẩy xuống hậu môn. Địch có hai loại địch, địch xì và địch nổ. Địch lớn hay địch nhỏ là tùy thuộc vào lực và độ lớn của ván khu. Nếu đặt trong tình trạng dưới nước có thể gây nên bong bóng. Đối với an ninh quốc phòng, địch không có hình có dạng nhưng có thể giải tán được đám đông mà không cần phải lưu đàn cái. Đối với hóa học, hai chấm xuống hàng. Địch là một chất không mau nhưng có mùi. Mùi nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào nguồn gốc của thức ăn. Đối với văn học, hai chấm xuống hàng. Địch là tiếng thét của hậu môn, là oán hồn của tôm cá. Đối với tâm lý học, hai chấm xuống hàng. Tiêu chứng của địch ở đầm đống là mặt hay đỏ và mắt hay lắm lé. Đối với cơ quan trường học, hai chấm xuống hàng. Địch có thể gây mất đoàn kết nội bộ và gây nghi ngờ lẫn nhau.